che mưa. Kính thưa quý vị đại biểu, toàn thể 500 anh em ở xã Thanh Nhật, hiện nay cả đoàn Thanh Nhật đang có mặt trên chiếc ô tô tải đang quay nha các bác nhá, nhưng mà không phải trực tiếp đâu. Vâng, chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe ben ở dưới toàn là mì tôm và gạo với cả quần áo không phải cũ nhưng quá mới. Rồi, phía xa xa kia là cô Thúy, cô Hạnh. Rồi, Quân Nguyễn. Cô Hậu. Rất là tuyệt vời, một chuyến đi đầy khó khăn nhưng mà rất nhiều kỷ niệm trong tất cả đoàn. Rất nhiều kỷ niệm đồng bào. Xin chào. Chưa gặp đồng bào cũng đã thấy em vui rồi. Dự và đưa tin ở đây xin chân trọng giới thiệu có bà Hà Minh Tâm, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Quảng Trị. Đài Truyền hình Thanh Liệt. Rồi lại, nhầm giới thiệu lại. Phóng viên Đài Truyền hình Thanh Liệt. Đài Truyền hình Hana và Phật Thế. Đưa tin từ A Vào. Đưa tin từ A Vào. Vâng, đây là Đài Truyền thanh xã Thanh Liệt. À, phát thanh. Đây là đời phát thanh xã Thanh Liệt được đưa tin từ tỉnh Quảng Trị, huyện Đắk Rông, xã A Vao, thôn Tân Đi Một. Chúng tôi tất cả mọi người đang phải chuyển hàng vào một cái xe tải chở cát để đi vào trong. Thôi, và đây là bác Nguyễn Đình Làn, chủ tịch hội cựu chiến binh. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Xin chào. Mọi người đang ngồi trên xe tải đây. Trời mưa, hơi mưa.